Mình đang ở trong xe của Mia Nguyễn San Jose. Hôm nay mình đi San Francisco Electrify Expo Show. Sáng ghé vô San Jose thăm Henry và gặp Mia để Mia chia sẻ cái xe VF8 màu cam của Mia. Đây là xe bên trong của Mia. Mía mà mía, tên Việt Nam là mía, trong đây cũng uống nước mía luôn các bạn. Xe ở trong nội thất rất là đẹp. Cái này màu nâu. Màu nâu cái này giống như màu đen. Cái này ghế rất là xịn các bạn. Hello Mia. Hello anh Nam. Lâu quá mới gặp lại ha. Như dạ. Như là nguyên một tháng rồi phải không? Một tháng rồi, đúng một tháng luôn rồi. Trời đó. Ơi, bây giờ Mia thấy ở trong YouTube thấy Mia đủ thế nơi hết. Dạ. Từ cái ngày có cái VF8 màu cam về. Dạ. Thấy nổi bật luôn, nổi bật trên mạng luôn. Thì bữa là cũng do anh Nam là phỏng vấn Mia là anh Nam hỏi là Mia có mua xe không. Ok, dạ. Yeah. Mia nói là Mia đặt rồi nhưng mà chưa lấy. Dạ. Yeah. Thì có nhiều người là không có tin. Không sao, cái đó không cần, đừng có lo cái này. Mia mua là đó chứ mình, cho mọi người nói là Mia mua thiệt nha chứ mình không có nói xạo. Dạ. Cái gì chứ cái này là mình tin 100% từ lúc đầu. Cái xe cái màu rất là nổi, rất là đẹp. Rất là hợp với Mia luôn á. Dạ, cái màu hợp. Ngay từ lần đầu tiên mà mình đi test drive cái VinFast á, Mia đã thích cái màu này rồi, thấy okay. nó lạ. Những cái xe khác thì mình chưa thấy màu này bao giờ, nói chung là mình thấy nó lạ, mình thích cái màu. Okay. Ok, vậy Mia tìm cái màu này có phải đợi lâu lắm không? Lâu không hay là em nghĩ là đúng rồi, nó lâu hơn những cái khác, vì nghe nói là cái này là có một cái version duy nhất cho cái bản plus với lại cái bản plus thì có một cái màu này với lại cái màu ngoại thất bày. Đúng rồi. Ok. Vậy được bao nhiêu ngày rồi Mia, lái được bao nhiêu ngày rồi? Chắc được một tuần. Một tuần. Ok. Vậy lái hàng ngày phải không? Ok, vậy Mia chắc ở nhà hay là chắc ở ngoài là chủ yếu. Ok, giống như là fast charging hả? Ok, vậy khi mà chắc Mia dùng app của VinFast hay là cái app của cái Electrify hay là Electrify. Ok. Vậy Mia có gặp trở ngại gì không, lần đầu tiên chắc có bị trở ngại không? Nó hơi lạ lạ hơn chút xíu nhưng mà chạc thử vài lần rồi mình quen. Ok. Ồ, bộ hình như là mà nghe nói Mia hồi xưa lái Tesla. Dạ đúng rồi, em lái Tesla. Và cái Model 3 phải không? Model 3 dạ. Ồ, mình có coi video của Mia nói là cái đó mình bỏ mấy cái đồ đi làm mấy cái bảng. Dạ đây nè. Nó hơi chật, còn cái xe này rộng hơn. Phải có cái chìa khóa gần mới được. Yeah. Khi mà mình đá cái này đó mình phải có cái key fob, phải có cái remote gần nó mới dùng tác dụng. Chứ còn mình mà không có cái đó thì nó không có tác dụng. Ok. Đây là mấy cái đồ open house của mình đó. Yeah. Mia Nguyễn. Wow, bỏ mấy cái bảng này cũng không cần phải gạt cái hàng ghế sau xuống luôn. À, bữa nay là Mia đem ít bảng rồi đó, thường thường là mình đem tới 6-7 cái bảng rồi. Ok. 6-7 cái là nó stock up tới đây luôn. Ở này mới có 2 cái thôi. Còn có cần phải mấy cái cột không, cái cột để gắm cái đất á? Cái đó là mình đã có trước. Ồ, có người khác làm cho mình. Dạ, cái này là mình phải tự làm. Ok. 4 cái nữa thì nó cao tới đây rồi, cho nên okay. Nó rất là nhiều cột. Cái này giống như mình để ngoài đường không? Để ngoài sân rồi, đúng rồi. Ok, ok. Vậy Mia có thể chia sẻ cảm nghĩ trải nghiệm cái xe VF8 sau 7 ngày so với chiếc Tesla, Mia thấy làm sao? Nó có nhớ Tesla gì, có nhớ không hay là thì mình chạy Tesla cũng 3 năm rồi cho nên là khi mà đổi qua chiếc này thì mình cũng chưa có quen lắm. Ok. Dạ nhưng mà mình thích, nói chung là thích tại vì nó cao ráo, nó rộng rãi hơn. Dạ, uh-huh. Trải nghiệm điều mới thì là không có gì để complain hết. Ok, còn còn mà khi mà mình accelerate, mình đạp ga hay là mình
mình qua Land rồi đó, Mia cảm thấy sao, nó có tương đương với cả Tesla không? Thật sự cái này mình nói là Tesla nó vẫn smooth hơn khi mà mình accelerate á. Accelerate nó nhanh hơn. Đúng rồi, Tesla okay, nó okay. Ok, vậy Mia có cảm thấy thoải mái khi mà ngồi trong đó, mình dùng cái xe này có thấy nó khác biệt nhiều với Tesla không? Cũng có khác biệt cả. Cái xe này á, nó cho mình cảm giác giống như xe xăng nhiều hơn, mặc dù nó là xe điện, còn Tesla là nó, mình cảm giác là nó hoàn toàn là điện luôn. Ok. Yeah. Tesla là nó là ở bên trong nó design rất là minimalist, mọi thứ rất là đơn giản. Uh-huh. Không có một cái nút bấm nào hết, nó chỉ có một cái màn hình bự thôi. Uh-huh. Cái VinFast này á, thì cơ bản nó nhìn giống như cha một cái xe xăng. Okay. Thì nếu mà mọi người không có thích cái cấu trúc của Tesla thì qua VinFast là mọi người sẽ thích. Ok. Vậy Mia có nhận được nhiều phản ứng của gia đình hay là bạn bè hay là người quen về đổi chiếc xe Tesla lấy chiếc VinFast? Con cũng có nhiều người hỏi là ô, tại sao lại bán chiếc Tesla, bán thiệt không mà sao đổi qua VinFast? Thì cũng rất đơn giản, là mình chạy chiếc đó quá lâu rồi thì bây giờ mình đổi qua chiếc mới, là đơn giản là vì mình thích thôi, chứ không okay. có lý do gì sâu xa cả. Mình thích, với lại mình ủng hộ hàng Việt Nam thôi. Okay. Mia thấy cũng có nhiều cái comment trên mạng hỏi là tại sao không mua Hyundai hoặc là Toyota hoặc là Mercedes, mấy cái hãng xe điện khác á. Nhưng mà tại cái này là cái brand Việt Nam, mình thích thì mình mua thôi. Ok. Vậy Mia có cảm thấy một chút xíu nào hối hận chưa? Không. Sau 7 ngày đó. Mà Mia có giống như là có cái cảm hứng giống mình không? Mình đi cái xe VF8 mình rất là mình rất cảm thấy rất là khoái, rất thích. Dạ, dạ. Tại vì nó thấy nó rất sang. Dạ đúng rồi. Mia có cảm thấy vậy không? Dạ có chứ. Tại vì đương nhiên là mình thấy nó đẹp, mình thấy nó sang, mình thích, mình mới mua. Chứ nếu mà thực sự nếu mà nó xấu, nó không ra gì hết thì mình cũng đâu có bỏ tiền đâu mình mua. Tại vì một chiếc này Mia mua là tới 50 mấy ngàn, lần trước cũng đâu có phải là rẻ đâu. Và mình bỏ tiền ra mình mua nha mọi người, chứ VinFast không có tài trợ cho Mia. Mấy người kia kêu là VinFast trả 5 ngàn để cho mỗi đứa trong group Mia để được quảng cáo mà. Cái đó cũng có người nói về mình hoài, giống như không biết họ, giống như họ bị đặt ra để cho người khác họ tin, nhưng mà cái đó giống như là vô lý quá. VinFast nếu mà nghe được video này thì tài trợ cho Mia 5 ngàn. Tài trợ cho, yeah, cho mỗi người 5 ngàn để, yeah, yeah, để cho đúng sự thật. Từ ngày mình đem cái xe của mình về mình lỗ không, mà tại vì mình mất ngủ mất ăn rồi bỏ con bỏ vợ rồi. Sao vậy? Tại vì mà không có đi làm thêm tiền mà đi làm video, chia sẻ về VinFast không à? Yeah, ok. Là anh Nam là rất là yêu thích chiếc xe VinFast. Okay. Ồ, sao Mia biết vậy, hay vậy hả? Mia có vô coi. Có vô coi, ok. Yeah. Mà Mia có bao giờ thấy anh Nam nói chuyện hơi khùng không? Không, chắc, anh Nam bình thường. Chưa coi hết, ok. Ok, một cái nữa tính hỏi Mia là Mia có bao giờ dùng chiếc Tesla đó, Mia có bao giờ dùng ADAS không, giống tự động lái? Có. Dùng nhiều không? Dạ, cũng nhiều, thì mình chạy trên freeway. Thường thường là Mia xài trên freeway. Tesla đó hả? Tesla. Mia có bao giờ nằm ngửa ra mà để hai cái tay gác lên đầu không? Không có đó, tại vì mình mà bỏ tay ra khỏi cái đó khoảng chừng vài giây là nó kêu rồi. Cái xe Tesla hả? Tesla với chiếc này cũng vậy. Ok. Nên là Mia kiểu như Mia thấy mệt hay gì đó thì mình ấy thôi, chứ mình không có nằm. Yeah. Vậy Mia có thắc mắc gì về Super Nam lái xe mà bỏ hai cái tay lên đầu không? Không thắc mắc cái chân hả? Ok. Ok, Mia có dùng cái ADAS của cái VF8 chưa? Dạ, có. Mia có thể chia sẻ cái nó khác nhau về Tesla cái gì không? Hay là giống nhau hay là khác nhau gì không? Cái chiếc VF8 này á thì nó chưa có advanced full self driving giống như là chiếc Tesla. Đúng rồi. Tức là chiếc này nó chỉ mới có chạy thẳng được thôi. Chiếc Tesla đó là nó dừng đèn xanh đèn đỏ, nó dừng stop sign, nó quẹo. Rồi khi ở trong cái parking nè, nó tự đi tới anh luôn. Giống như xe của Mia lúc hồi xưa nó làm đó luôn hả? Tesla hả? Không, xe của Mia thì không có full option
Passion đó. Nhưng nhưng mà cái xe, những cái xe khác của người quen đó thì có. Nhưng mà cái xe VF8 này thì Mia cũng dùng mấy cái ADAS tương đương với Tesla. Tại vì mình chỉ chạy thẳng thôi. Vậy Mia có cái gì mà cảm thấy là nó chưa có hoàn thiện không, cái VF8 ADAS đó? Thì nó chưa có cái full self driving. Nhưng mà cái mà cái bình thường đi thẳng với cả lái bình thường thì ok. Dạ đúng rồi. Ok. Thì Mia vẫn cảm thấy thoải mái. Dạ đúng rồi. Ok. Alright, thì cảm ơn Mia rất nhiều chia sẻ. Vậy Mia còn cái gì mà Mia muốn chia sẻ với khán giả YouTube của Super Nam về cái xe VF8 này không? Mia có gì mà muốn nói với những người Việt Nam khác mà tuổi tương đương với Mia, tuổi trẻ vậy đó? Mình rất là hãnh diện khi thấy những người Việt Nam, Việt Kiều tuổi trẻ như là Việt Kiều, nữ Việt Kiều Mia. Thế mình rất mừng khi thấy Mia đem chiếc VF8 về rồi cho mọi người thấy. Vậy Mia có ý kiến gì nói với những người Việt Nam khác không? Họ nên sợ sệt không, hay họ nên đợi, hay là có cái ý kiến gì? Thực sự là Mia thấy chiếc xe hoặc là một cái sản phẩm nào mà khi mới ra nó cũng là có cái những cái khiếm khuyết đó. Nhưng mà mình nên xây dựng trên cái tinh thần là giúp nó trở nên tốt hơn, chứ không phải là mình ném đá cách tiêu cực thái quá như vậy, cách mà tẩy chay như vậy. Thì đương nhiên là chiếc xe này hoặc là Tesla hay bất kỳ chiếc xe nào á, khi mà mới ra nó cũng có những cái điểm chưa có hoàn chỉnh, hoặc là cái phone, cái laptop mà mình xài cũng bị lâu nó cũng bị hư đúng không? Thì nó bị hư thì mình đem ra mình sửa thôi, thì xong rồi mình nói với cái nhà sản xuất là ok, cái chiếc xe này nó bị cái gì thì mình đưa cái ý kiến xây dựng đóng góp thôi, chứ mình không có chơi bay mà kiểu ném đá. Ok, rồi thôi, xin một lần nữa xin cảm ơn Mia rất nhiều nha. Dạ. Hẹn gặp lại. Dạ, ok, bye. Dạ. Ok, bye.